gặp gỡ yêu em và được bên em. Thì đối với anh, cái điều may mắn nhất của anh đó là gặp được em trong cái cuộc sống này và ở giữa đất Sài Gòn này. Thực sự hôm nay là ngày vui của em với anh. Thì ban đầu cũng nghĩ là mình sẽ rất là lo lắng, nhưng mà rồi tới ngày đó thì mọi cảm xúc nó cũng không quá giống như em tưởng tượng, tại vì mọi thứ nó diễn ra vô cùng là nhẹ nhàng và tự nhiên, và nó chân thật như là lúc mà ngày đầu gặp nhau, cho nên nó cứ vậy thôi. Anh không muốn em thay đổi cái gì cả, thì bản chất là anh yêu con người em hiện tại như bây giờ. Anh muốn em mãi mãi là luôn hạnh phúc và vui tươi như là bây giờ. Đơn giản là mỗi ngày mình được ở bên nhau, nấu ăn với nhau, và cùng có con và nuôi con lớn, thế là đủ em. Anh Hoàng ơi, điều em mong muốn duy nhất là hạnh phúc thì chắc chắn là ai cũng nghĩ tới. Điều em mong muốn ở đây là mình yêu thương nhiều nhịn nhau. Trong cuộc sống sau này sẽ có những điều nó khó khăn hơn rất nhiều hơn là lúc mình mới quen. Thì chỉ mong là hai đứa thật là hiểu nhau và luôn chia sẻ với nhau bằng tất cả tấm lòng của mình. Thì như vậy thì em nghĩ là mọi thứ mình sẽ vượt qua được, và hạnh phúc nó sẽ lâu bền nhất có thể. Met you in the sun, saw my plans come undone, 'cause I knew you were the one. So we, from Paris on one knee, with a letter and a ring, got married in the spring. And the day I met you, I think I met myself. I don't ever wanna be with anyone else. We got the kind of story that the stories would tell, different than I've ever felt. And I know we've got our whole lives, no ending this in sight. Darling, all I wanna do is be with you. And I know we've got our whole lives, no. Cảm giác lo lắng nó không còn nữa, mà thay vào đó là một cái cảm giác rất là thú vị, hồi hộp nhưng mà rất là thú vị, một cảm giác mà chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời. Every other one was wrong, and I found where I belong. Oh, the day I
met you, I think I met myself. I don't ever wanna be with anyone else. We got the kind of story. Anh không ngừng tìm hiểu cuộc sống bằng tình yêu vật lý, nhưng anh đã dừng bước lại vì em, hạnh phúc và tình yêu của anh. Anh luôn suy nghĩ theo định lý và làm theo định luật. Sẵn sàng chưa? Cùng anh nghiên cứu luật hôn nhân gia đình nhé. Người ta thường nói là mình cần rất nhiều tháng hay rất nhiều ngày, rất nhiều cuộc hẹn để biết về nhau. Nhưng mà cảm giác em với anh chỉ cần vài ngày thôi là mình đã giống như là mình đã quen từ lâu rồi. No, we got our whole lives. No, ending this inside. Darling, all I wanna do is be with you tonight.